Chào tất cả mọi người, chương trình Unbox cùng Mi Mát đã quay trở lại rồi. Gọi nôm na đây là chương trình đập hộp cùng Mi Mát. Và thực sự là bữa giờ là mình không có làm cái chương trình gì đập hộp hết. Một phần là cũng bận, rồi một phần là cũng có căng thẳng này nọ nữa nên mình không có làm. Thì hôm nay là nó cũng đỡ hơn chút, với lại cái không khí Giáng sinh nó sắp tới rồi, dẫn tới là cũng hào hứng nữa. Với lại hôm nay là bữa làm cuối của team. Hiện giờ là mình đang còn làm với một team khoảng 3-4 bạn. Và hôm nay hứng lên và mọi người quyết định là ăn một cái gì đó để mừng Giáng sinh. Thì đang còn phân vân không biết sẽ gọi cái gì ăn đây. Tại vì nó hàng hà sa số ở trên Grabfood, rồi nào là Now, rồi là Foodie. Nhưng mà thực sự không biết chọn và cuối cùng đã quyết định quay lại cái món quen thuộc từ xưa giờ, mà món này là mình vẫn bán trước giờ nè. Gà sông khói nha mọi người. Tăng. Và hôm nay là mình sẽ unbox cái hộp gà sông khói này. Cái này là đã làm sẵn rồi, mình chỉ việc lấy làm ăn thôi. Thì một phần gà sông khói này có giá trị là khoảng 230k. Nó không rẻ, xin lỗi, nó không đắt. Nhưng mà có thể ăn được từ 3 đến 4 người. Thì một phần nó gồm cái gì mà tại sao giá nó lại như vậy? Đây, đây là một hộp gà đã được ra miếng và gói làm nóng như vậy. Nó gói trong cái giấy kính, giấy thiết để mà giữ nóng. Mọi người thấy ha. Rồi, nó sẽ gồm có dưa leo và rau răm. Họ sẽ cho cùng kèm với cả nước chấm nữa, nước chấm muối tiêu xanh và nước chấm muối ớt xanh. Ngoài ra thì còn bánh mì, hoặc là xôi trắng, hoặc là xôi chiên, anything, bất cứ những cái gì về tinh bột mà mọi người có thể ăn kèm cho nó no. Mình nghĩ là ăn gà không thôi nó cũng đã đủ no rồi, nhưng mà tuy nhiên thì đối với một vài người người ta ăn khỏe thì ok, cũng cần thêm xôi chiên hoặc là bánh mì hoặc là gà. Và bây giờ mình sẽ đánh bắt cái hộp này ha, để coi nó gồm những cái gì trong đó. Dạo này hơi biểu chế tâm lý nên chỉ có thể gói gọn hoặc là gửi gắm tình cảm trong những cái clip livestream như vậy thôi quý vị. Ồ, nó đang nóng lắm, nóng lắm luôn á, tại vì nó được trữ trong cái giấy kính, giấy thiết như cái này, gọi là giấy gì ha? À, giấy bạc, trời tao lú quá mày. Này mọi người, tôi gọi là gói kính trong giấy bạc. Cái món gà sông khói này là cực kỳ nhanh và dễ ăn, mình ăn nóng cũng rất là ngon và ăn nguội cũng rất là ngon. Ăn nguội nó cũng không có bị mất vị nhiều, ăn nóng thì nó cái cảm giác nó khác biệt hơn so với nguội một chút thôi. Mình thì thấy ăn nóng và nguội đều ngon. Đây, gà sông khói nha mọi người, thơm quá mọi người ơi. Trời ơi, thơm nhức nắp luôn. Mình sẽ dùng kèm với cái gì nữa đây? À, dưa leo, ok, để mình cắt dưa leo ra. Và rau răm, mình sẽ cho một chút rau răm lên đây. Ok, yên tâm, tay mình đã rửa sạch rồi ha. Thời buổi dịch bệnh mà nên mình phải kỹ càng hơn chút. Đây, lâu nè. Trời, cái này giống như đang làm quay mất ban quá ha. Muối tiêu, muối ớt chanh nè. Muối xanh, muối tiêu chanh nè, đó. Mình sẽ kèm cái này. Dưa leo nữa, bây giờ mình sẽ cắt dưa leo ra và bắt đầu chúng ta cùng thưởng thức những cái vị của cái gà sông khói này, nó có cái vị gì ha. Rồi mọi người, bây giờ mình sẽ ăn ha. Gồm có muối ớt xanh nè, muối tiêu chanh ha. Thiệt hai cái này đáng lẽ nó sẽ có một cái món sốt đi kèm nữa, nhưng mà không biết sao bữa nay không có. Thôi thì mình ăn gà cũng được, tại vì gà cũng nhiều rồi. Đây, bắt đầu là mình ăn để coi cái vị nó như thế nào rồi sẽ chia sẻ cùng mọi người. Thơm quá, nhức nhối luôn đó mọi người ơi. Làm sao đây, cuộc sống rất là hạnh phúc. Có nhiều thứ hạnh phúc lắm mọi người ạ. Mình thử chấm một chút muối ớt xanh nè, để coi cái vị nó ra như thế nào. Mềm, thơm quá. Gà ta chính hiệu mọi người. Này, gà ta chính hiệu nè, không phải gà công nghiệp đâu. Thịt nó dai lắm, nó có độ sạch sạch. Thường là mình sẽ ăn cùng bánh mì, mình sẽ chấm cùng với nước sốt đi kèm. Nhưng mà hôm nay không có nước sốt này, mình thôi mình cũng ăn đỡ, có còn không ha. Bây giờ mình thử chấm một chút muối tiêu chanh coi cái vị nó ra như thế nào. Vì gà phải ăn kèm muối tiêu chanh nó mới cũng đúng bài hả. Mình vẫn thích ăn như vậy hơn là so với chấm với muối xanh. Ngon, ngon mọi người ơi. How easy. Trời, phê xong rồi. Ngon đúng không? Cái gà nó rất là giòn. Nó sẽ có một cái sốt để chấm với cái gà này chút xíu đi. Nhưng mà ăn không chị thấy nó cũng ngon rồi. Chị thì chị cảm thấy là chị sẽ cảm thấy là ăn cái vị của nó cần như vậy thôi. Tại vì chị không ăn mặn, chị ăn vừa. Nên đối với chị là như vậy là đủ, chị không cần chấm sốt. Tuy nhiên có một vài người, người ta thích chấm với bánh mì. Chấm bánh mì này nên người ta cần với cái sốt để mà ăn cực, ăn no hơn và ăn kèm luôn. Thì em thấy như vậy là vừa. Đúng. Nhưng mà có sốt để chấm với bánh mì thì ăn sẽ ngon hơn.
Nhưng mà đúng món của nó là xôi chiên. Mấy Cưng ơi, xôi chiên hả? Ừ, chứ không phải là bánh mì. Chẳng qua bây giờ mình cứ chọn cái thay cái tinh bột. Xôi chiên giống như cái thịt hôm bữa mình ăn. Ăn rồi bạn. Ê, nó dai mà nó giật giật, nó sợ sợ nó giòn giòn rồi sần sần. Bị đẹo lưỡi má ơi, ngon quá, bị đẹo lưỡi má. Ngon hỡi. Cái vị đúng xong khói. Hay á. Hay, mà nó không bị mặn. Đúng. Nhiều cái chỗ, nhiều cái vị nó rất là gắt. Đúng rồi. Chị ăn nhiều rồi. Ở 4-5 người ăn là khỏe ha. Ăn kèm với xôi hoặc bánh mì thì 4-5 người ăn là bao đẹp luôn. Rồi mình gọi thêm một cái salad nhẹ thôi. Chị ăn kèm cho nó đỡ ngán cái vị mặn. Là ngon. Đủ chất dinh dưỡng. No luôn á mày. Ừ, nhường nhân cho mấy đùi vậy. Có phao câu vậy. Ăn phao câu hả? Cuộc đời em sẽ luôn luôn như cái phao câu. Phao câu là không phải phao câu, để lát nữa chị sẽ lựa cho em yên tâm. Phao câu là tinh hoa đúng không? Đâu đó mình đó nha. Ui à. Ui. Cho bằng hết cái đùi đi. Nhường nha mấy đùi á. Ừ. Phao câu đúng không? Lát nữa chị bơi ra cho mày. Ra tình là tới nha. Mọi người cần những cái thông tin chi tiết gì về cái món này, mọi người có thể inbox trực tiếp với mình hoặc là đặt để mà ăn sắp tới gì đó thì mọi người liên hệ với mình ha. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ, và tin mình bắt đầu ăn đây. Bye mọi người, tạm biệt mọi người.